Rồi, hello chào mọi người. Mọi người ơi, có ai đi quán mới ghé vô ủng hộ kênh Chính Nghĩa với nha. Thế mọi người, đấy á, thì chúng nó là nói là rằng là nên tạm hoãn cái sự sung sướng. Mà mình á, thì nói rằng là nên tạm hoãn cái lòng tin để điều tra cái đã. Nói cho gòn tế. Đó, chứ với cái bọn này á, nó có 1 nó thổi ra 10, có 10 nó thổi ra 100, 1000. Đấy, hai cái thằng luật sư mà bao chữa cho thằng Tùng Vân đấy, mà đang bị công an Việt Nam truy nã đấy. Đây, thế chúng nó kể cả giờ này chúng nó cũng đang trốn trong cái hang cái hốc nào đó. Nhưng mà đài BBC thì đã nói rằng là hai thằng kia là đã sang Mỹ và dự định là rằng là đã đưa được cả nhà đoàn tù là đã đưa được cả nhà mà đạp bến bơ tự do. Đấy, và dự định sắp tới là sẽ làm nhiều lắm chuyện. Đấy, thì tao nói rồi là con Từ Ngộ nhận rằng là chúng nó đã 5 năm, trước đấy 5 năm là chúng nó đã đến Mỹ. Đấy. Nhưng mà thực ra là toàn đứa những cái cảnh mà hình như là chúng nó có đi du lịch ở một cái nơi nào đó rồi á. Rồi là hoặc á, là cái kiến trúc mà nhà vòm vòm thế này á, thì chắc là ở đâu đó cái sự không phải là của Việt Nam. Đó, thì chúng nó từ nổ rằng là đã 5 năm trước đã đến Mỹ. Thì tao nói với chúng mày rằng chúng mày có thể là đang ở Việt Nam rồi, chúng mày có thể là khe rằng là chúng mày đã đến Mỹ bình an. Thì cũng không ai nói là chúng mày ngu nha. Nhưng chúng mày đã đến Mỹ 5 năm rồi. Đấy, mà chứ giờ này trong cái lúc như thế này mà chúng mày còn trở lại Mỹ nữa, thì tao nói rằng là chúng mày bứng cơm ăn là nên là bứng bạch cứt mà ăn đi, khỏi phải đau bạch cơm. Chứ bứng bạch cơm mà ăn á, nó lãng phí bạch cơm lắm. Nó lãng phí bạch cơm cực kỳ luôn. Đấy, chào Nhúng Hoàng, chào Đồ Thủy, chào Hướng Đoan à, nha. Đấy, cho nên chúng mày đừng có đưa Mỹ ra mà khe với người dân trong nước. Đấy, Mỹ chả là cái đách cái cả. Nghe có chứ mấy bay điệt tái hay sao mà chứ nghe con Nấm nói à. Con Nấm nói rằng là nước Mỹ không vĩ đại như chúng ta tưởng à. Hả? Đấy, dư mà chó mẹ cái lo nha, con Nấm mà trở lại Việt Nam á, nó mừng hơn là con nó chết xong lại. Chứ đừng có nói là mừng hơn cha nó chết xong lại nha. Đấy, chỉ có chúng mày ngu thì mới là sáng đó mới coi rằng nước Mỹ là cái kiếm chỉ nám như cái thằng Nguyễn Văn Phượng đấy. Để rồi á, là lừa Mỹ khe người dân trong nước. Mở mắt ra cái á, người vô gia cư là dây răng rạc hai hàng chục km hai bên đường. Chúng mày là khe cái gì? Thế nước Mỹ có là cái quái gì đâu mà khe. Đấy. Bữa nay mà gặp chúng mày mà cứ đứa thằng Mỹ ra mà khe là tao thấy đâu là tao đập đó. Đấy, nói cho đúng nha, nói cho đúng. Mẹ con nha, con Nấm đấy cái khí mà ra nhà tù Việt Nam để mà công an áp giải sang cái sự thiên đường đấy, sự thiên đường Mỹ đấy, mà bao nhiêu đứa là mơ ước đấy. Trời ơi, hắn béo trắng hồng hào mà nhìn hắn trẻ trúng lại đi khoảng là 15-20 tuổi. Đấy, béo trắng hồng hào, trẻ móng. Đấy, mà còn á, cái khi mà sang bên đó mà được 2 tháng rồi á, mà đó là đang trong cái giai đoạn mà cả lo nhà hắn là được Mỹ để là báo nuôi ăn ở nha. Đó, cái khí đó là thời điểm mà hắn sang hai tháng á, thì hắn vẫn đang được là nước Mỹ là báo nuôi ăn ở 2 tháng trời, 6 tháng trời, mà hắn mới được 2 tháng thôi đó, mà mới sáng được 2 tháng thôi mà đang được báo nuôi ăn nuôi ở như thế mà hắn làm lịp đấy. Để nói về cái chuyện mà được gọi là để vắt lại cái bọn bạc quế đấy, muốn lật lại cộng sản thì muốn túi làm lip, có nghĩa là bọn bá quế là suy hắn, bắt ép hắn phải làm lip chửi lại cộng sản trong nước, và là khe đưa nước Mỹ ra để khe đấy, nói tốt cho nước Mỹ đấy. Hắn nói rằng hắn ngang nhiên, hắn nói rằng là làm gì thì cũng phải nhìn vào thực tế, tôi cũng phải làm gì thì làm, cả giáo cho tôi 1 ngày 2 lít để làm cái gì, trong khi đó tôi còn phải lo quyền là gọi cơm áo gạo tiền, quân sinh quân sát, dù sao thì cũng phải là chuẩn bị, dù sao thì cũng là phải giống như kiểu là có cái thuộc cái nhuộm tóc cho đẹp chẳng hạn đi, rồi là phấn son mà đánh võ để mà khe dẫn trong nước chẳng hạn đi, mà không có, dễ chi mà có hả mọi người? Thật sự là như thế nhá, dễ chi mà có, dù rằng là cái hộp phấn có 3-4 đô thôi, phấn rẻ tiền nó 3-4 đô, hoặc là một cái gói thuốc nhuộm tóc là khoảng 4-5 ói, 3 đô rồi đấy, nhưng mà 3 đô đó là mua được bánh mì là ăn cả nhà là 2 ngày, hoặc là mà hơn 1 ngày. Ở đó á, là cái đói đấy, lo cái dạ dày trước hết chứ không lo vẻ đẹp, mà khi đó là chưa đến 2 tháng đâu mà con nấm nó lộ diện, mà trời ơi tôi nhìn không ra mọi người ạ. Đang được báo nuôi ăn nuôi ở mà tóc là bạc trắng luôn, mặt là gây cho sọp mà nhắn nhéo cực kỳ luôn, là giống như ở Việt Nam, ra tù Việt Nam là miệng mờ chưa rán đó, thì khi mà sang Mỹ rồi hắn là miệng tập mờ, nhìn hắn bề rạc, hắn tề bạc thối rồi luôn. Rồi á, hắn còn nói rằng là mọi người muốn gì thì muốn, nhưng cũng phải nhìn vào thực lực của thực tế. Thực tế trong tay các ngươi đã có gì, ít ra thì cũng phải có được một cái quỷ đấy, chứ đằng này á, cứ ông nào mà đứng lên góp cái quỷ một cái để là về mua nọ kia, để rồi về là Việt Nam nọ kia, là đảng cộng sản nọ kia, thì cứ ông nào mà được một mỡ rồi là ông đó coi như là trốn chạy đó. Còn á, không hề có một cái quỷ gì, không hề có một cái cơ sở gì đấy. Dư 48 năm rồi các ông đã lật được cái gì mà dư con ép túi nói đấy, 48 năm rồi đã làm, các ông đã làm được cái gì chưa đó, một cái quỷ cũng không có. Mà dư á, nếu mà lật Việt Nam là phải lật bằng súng đạn, chứ 48 năm rồi các ông cứ vỏ mồm đã lật được góc nào của cộng sản chưa? Chính hắn nói như thế luôn, mình không khìa một chút mà chính hắn nói như thế, cứng rắn như thế thì mới không bị những cái bọn kia nó ó ép. Thứ nó ó ép phải ngủ với chúng nó này, thứ thì nó ó ép rằng là phải bỏ công bỏ sức ra mà nói này đấy, dù rằng cái cống đó, cái buổi live stream đó mà để mà đi lắp vỏ lón á, có khi cũng còn được là vài ba đố, chứ không phải sung sướng đâu mọi người à. Mọi người không tin tôi thì cứ sang Google gõ mà xem bằng tiếng Việt, gõ bằng tiếng Việt xem rằng là người vô gia cư ở Mỹ đấy, rồi chờ một lúc á, nó tải về cho một lớp người Việt trong đó cùng cả bầy luôn mà đồng cái ní hoặc tay chân ngó ngoé cái ní là dần về dẹp như chảy á, là rớt cả bay luôn, rớt rơi là tả luôn. Đấy, cho nên chúng mày đừng có mộng ảo nha, quên đi. Mình gặp cái hình ảnh này là thằng mọi người có nhìn ra có biết ai đấy không? Mình đố mọi người biết đó. Mình đố mọi người biết cái thằng này và cái thằng này. Mình đố mọi người biết. Ai mà biết được thì thạc tên vô cái là mình khen giỏi luôn. Chắc chắn là không ai biết đúng không? Đấy là thằng Nguyễn Văn Thiệu. Đấy. Và bên này là thằng Chí Thưởng này. Đấy thì ở đấy là thằng Nguyễn Văn Thiệu là tổng thống của là Việt Nam Cộng Hòa. Là cái bức hình này là khí hắn là bỏ chạy Sài Gòn bỏ chạy nha mọi người. Cái bức hình này là khí hắn bỏ chạy trốn sang Đài Loan. Đây. Đó, trốn sang Đài Loan thì nhưng mà hắn là trốn nói với lính tráng với cần về của hắn rằng á là tao chỉ là về nhà ăn cơm thôi chứ mày không cần phải theo. Nói chung là không ai biết hắn trốn. Đấy, không ai biết hắn trốn nha mọi người. Đấy, thì cái khi mà trốn khỏi sân bay, khi mà trốn khỏi Sài Gòn đấy thì hắn bị một giống như là bị một cú là đau như là bò đá giải. Đấy, là cái chuyện mà 16 tấn vàng. Đấy, 16 tấn vàng mà Việt Nam Cộng Hòa Mỹ Ngụy cướp được của người dân Việt Nam đấy. Đấy. Thì một số là tẩu tán là các tướng tá thằng Mỹ là đưa về trước rồi. Rồi còn một ít là còn mấy vali là để lại cho thằng này. Không phải là nhiều đâu, nhưng mà có nghĩa là thằng Mỹ đã đưa về trước hết rồi. Là cái chuyện 16 tấn vàng nha mọi người, mà Mỹ Ngụy cướp được của người dân Việt Nam đấy. Thì chia phân cho thằng này. Khi mà chia phân cho thằng tổng thống này rồi á, thì khi mà trốn khỏi Sài Gòn thì hắn là mặc nhiên là làm như kiểu là bình thường nữa. Vì trong đó là cái ngày của cái ngày hắn từ chức rồi. Cái ngày này là hắn từ chức rồi và hắn nói rằng là về nhà ăn cơm cho nên cần về không phải theo về. Đấy, nên ở lại cần về, nên ở lại và không phải theo về là chỉ ăn cơm. Hắn chỉ về ăn cơm để hắn trở lại. Đấy, thì hắn trở về ăn cơm và là không phải là trở về ăn cơm mà là trở về lấy một ít quần áo và vàng. Mấy cái vali á, thì trong đó tất nhiên là có quần áo và có cả vàng. Đấy, thì hắn đưa lên xe con để tẩu thoát. Thì trong cái vụ này là cái thằng đó lại không có mặt đấy hề. Là một cái thằng mà cũng được đấy, cũng được là đi theo là trốn thoát theo thằng Thiệu đấy, là Mỹ đã cai rồi. Và Mỹ tặng hắn một cái hộp. Đấy, và dặn hắn rằng dặn cái thằng đó rằng là, và dặn cái thằng đại tá là thằng gì mà gọi là anh em ruột mà rất là thân với Thiệu. Đấy, gọi là Thiệu được nói rằng là nên được cái đối tượng mà được đi trốn á là cả hắn, cả cái thằng đó mà đấy không thấy cái ảnh hắn hay là cái thằng nấp sau lưng này không biết nữa. Bởi vì cái thằng ngồi được rất ít chỗ nha mọi người. Thì cái thằng tướng Mỹ đấy mới tặng cho cái thằng đó một cái hộp và dặn nói rằng là khi nào mà xuống khỏi trực thăng đấy, khi nào mà xuống khỏi trực thăng thì là mới được mở ra. Đấy, thì cái thằng kia nó mới hỏi thằng tướng Mỹ rằng là tại sao lại phải đi đâu, tướng định đi đâu hay là mà phải đi trực thăng đấy. Thì có nghĩa là trực thăng đi ở đâu. Thằng tướng Mỹ dặn là không được nó tiết lộ cái chuyện là thằng Thiệu bỏ trốn. Đấy, mà trước khi nhậm chức á, thì hắn rất là hung hồn, tuyên bố rất là hung hồn nha mọi người. Đó, nhưng mà khi tháo chạy thì im lặng. Đó, thì cái thằng kia mà được tặng cái hộp á, là cũng không hề là ông đó dặn là không được mở ra. Đó, và người Việt Nam Cộng Hòa, các ông vẫn đang là, chúng tôi vẫn đang ở đây. Đó, chúng tôi vẫn đang ở Việt Nam, thì các ông nên thường tôn, có nghĩa là nên chấp hành đấy. Không được hỏi nhiều mà cũng không được mở ra trước. Đó. Thì đến khi thằng Thiệu mà đi ra của cái chỗ mà gọi là cái thằng tướng Mỹ kia mà hèn á. Đấy, thằng Thiệu đi ra cái chỗ thằng Mỹ kia mà hèn là được lúc hắn trốn khỏi Việt Nam mà dịp 30 tháng 4 đấy, để hắn sang Đài Loan là cái thằng Đài Loan đấy nha mọi người. Đây, cái thằng Đài Loan đây. Đây, đó. Thì là trên cái trực thăng mà hèn đón thằng Thiệu đấy. Hèn đón thằng Thiệu là ra đây là tôi sẽ tặng anh một món quà trước lúc chia tay. Đấy, thì thằng Thiệu tưởng là bờ ăn nên là hô hởi lắm. Đấy, thầy Thiệu tưởng là bờ ăn nên hô hởi lắm. Nó hay trên trực thăng xuống giữa là mấy đứa là thằng nào thằng nấy cũng là răn rí rất là bầm trơn, là mấy cái thằng tướng Mỹ đấy. Là thằng nào cũng là súng lục đã chia. Thằng nào cũng là súng lục là lắm lắm đến tay là chìa vào cái đoàn là mấy đứa thằng Thiệu đấy. Là coi như là được mấy cái vali là bọn Mỹ hắn lấy hết trơn luôn. Đây. Đấy. Cả đời làm chó săn cho Mỹ đó. Cả đời làm chó săn cho Mỹ. Mà đến khi con mình mong mọi người là chia sẻ cho rộng rãi nha. Để cho cái con mà rất nhiều, sẽ không phải là chỉ riêng một con là Đoàn Nhật Huyền Tấn. Mà trong này sẽ rồi mãi một đấy sẽ có rất nhiều Đoàn Nhật Huyền Tấn nữa. Để chúng nó nghe được cái nhúc của tổ tống nhà nó. Mà đừng có khe. Còn đó là lên dọn rác của tàu sân bay. Chứ mà chế tác ra cái tàu sân bay nữa, thiết kế ra cái tàu sân bay á, thì cũng nên im lặng, thiêm tốn là vàng nha. Thì á, thằng Thiệu lúc đó dù rằng rất là cay, rất là hận quá đi chứ. Phải tôi cũng hận. Đó, làm cho sẵn cho hắn cả đời người, dư được chút vàng hắn chia cho rồi đưa đi tẩu tán, làm như chó chạy trốn mà cũng bị bọn chúng nó cướp, bị bọn chúng nó gian cảnh để cướp. Đấy, cực quả chứ. Đấy, thế nhưng mà đấy là khi này là hạ cánh xuống Đài Loan rồi nha mọi người. Đây, thằng Đài Loan ra tiếp đón đây. Đấy là hắn trốn sang Đài Loan. Và từ Đài Loan thì hắn chạy khắp nơi. Đấy, hắn phải chạy trốn chúi trốn nhủi khắp nơi. Vì không ai tin rằng, vì cái bọn thuyền nhân mà trước 75 mà chạy á, chạy trốn khỏi Sài Gòn á, rất là nhiều. Đứa nào cũng nghĩ rằng là hắn đáng rất nhiều vàng, cho nên là cứ đến cầu cảnh cứ tìm bằng được hắn để xin đấy. Không chẳng những là Thiệu là mà là kiểu vắt chanh bỏ vỏ, mà cả cái hệ thống của Việt Nam Cộng Hòa là đều bị Mỹ là chơi được kiểu vắt chanh bỏ vỏ. Thằng Ngô Đinh Diệm Giá Cang nhà nó cũng thế chứ sao. Đấy, Giá Cang nhà thằng Diệm á, từ đầu đến cuối đứa nào cũng phục tùng là thằng Mỹ như là chó săn cung cúc tần tùy. Đó, nhưng mà cuối cùng á, để nói thêm một chút đi. Rồi á, con Trần Lê Xuân á, là làm điểm. Con Trần Lê Xuân á, chính xác là con điểm cho hết tướng tá và cả lính Mỹ. Đấy, nhưng mà cả nhà hắn, kể cả con Trần Lê Xuân là nhờ hiệp hội phải nhờ cái thằng em, tức là Ngô Đình Luyện là làm ở cái nhà thờ mà Phá Tích Căng đấy, Phá Tích Cú đấy, là can thiệp với nhân hội hiệp hội nhân quyền của thế giới, là nhân cái chuyện hắn sáng thăm cha mẹ đẻ hắn ở bên đó là con Trần Lê Xuân đấy. Rồi xin nước Mỹ là cho hắn là định cư. Đó nè, nhưng mà nước Mỹ đấy thà là cho bao nhiêu thuyền nhân, hàng ngàn thuyền nhân là định cư. Nhưng mà riêng cái dòng dõi họ Ngô với này là cha con mẹ con Trần Lê Xuân là coi như chúng nó thiểu tu hết trơn. Chúng nó không cho mà đẩy con Lê Xuân ra, là không cho là trục xuất con Lê Xuân ra biên giới đó, không cho. Bởi vì cái thời đó ai mà giấy với con Trần Lê Xuân cũng sợ là bị ám sát hết. Mà chỉ có một cái thằng tướng Mỹ là chết cái con điểm Trần Lê Xuân quá. Rồi là bí mật là nhờ người đấy, nhờ người là gọi là tiếp tay, rồi là nuôi, gọi là can thiệp đấy, nhờ chính quyền can thiệp để cho là cái xã hội bên đó là cho con Trần Lê Xuân ở lại. Mà chính cái thằng đó bị thủ tiêu luôn đấy. Đừng có đùa đấy, đừng có đùa với thằng Mỹ. Chúng nó toàn là chơi trò cái kiểu đó đó. Một con Trần Lê Xuân nửa mà đàn bà con gái làm được cái quái gì đó. Nhưng mà chúng nó cùng trục xuất bằng được. Tha cho thiên hạ, cho bao nhiêu là thiên hạ là tị nạn ở Mỹ. Người Việt Nam ở đó tị nạn ở đó rất là nhiều. Nhưng mà gia đình họ Ngô với họ Trần là không hề có đứa mô. Mà kể cả cha mẹ con Trần Lê Xuân ấy là có nhà ở đó rồi, và thằng em hắn ở đó rồi. Nhưng mà cuối cùng cũng phải là cũng bị thiểu tu đó. Nói thế là để cho mọi người biết. Cho nên đứa nào sau cái chiến tranh Việt Nam rồi, rồi đến cái thời 4G này rồi á, mà không chịu tìm hiểu, mà cứ mở mồm ra mà như cái thằng Nguyễn Văn Phượng đấy, mà cứ nói rằng là hãy tạm dừng hướng về nước Mỹ á, tức là hắn đang lấy nước Mỹ làm kim chỉ nam, thì chúng mày là rặt là một cái lũ là ăn cơm hành lãng phí mà nên ăn cứt đi. Tao nói thật á. Đấy thì cái khi mà lấy được vàng, mất vàng rồi á, thì hắn phải đi, hắn sang đấy rồi, hắn sang Đài Loan đấy rồi. Mà hắn cũng không cười nổi nhá mọi người. Cái mặt là mèo xế. Cái khí đó đấy, cái khí mà bị lấy, bị mấy cái thằng Mỹ mà nó dỡ súng ra mà nó hèn này rằng là chúng tôi muốn tặng ông một món quà chia tay, là dù gì là ông cũng là rất là trung thành với chúng tôi đấy, với người Mỹ chúng tôi, thì trước lúc chia tay thì là muốn tặng cho ông một món quà, tưởng là được đến là được đồng đô lá, nó hay cho xuống là hắn dỡ súng ra rồi là có nhiệt súng giả súng hai hạt ca lên trên cổ, hai hạt ca chạy lên trên cổ. Thằng này khi gặp miền đất hứa đấy, Đài Loan lúc này đối với hắn là miền đất hứa đó, thế mà không cười nổi nữa. Đó nè, thì rửa là mà sáu rồi á, là cái bọn mà gọi là thuyền nhân mà giống như kiểu mà cá con nhà thằng Hơ Lơ đấy. Đấy, mà trốn được sang bên đó rồi á, là rất là đói khổ mọi người ạ. Đói khổ cùng cực luôn. Đấy, đói khổ cùng cực luôn. Đấy, cho nên á, là chúng nó phân á, đứa thì chúng nó mới mò về để mà kiếm ăn. Chứ mà nước Mỹ mà ngon lành á, thì không bao giờ chúng nó về. Mà kia có cái đoàn mà viết mà cái bà vợ của cái thằng Nguyễn Văn Thiệu này á, là bà nó viết, bà nó tân tinh trong cái lịch của cái bọn mà các cái đài Á Châu Tự Do rồi BBC nó kia đấy, là bà nói rằng là nhà tôi không còn vàng, không còn gì nữa hết. mà bà không dám nói mà nhá. Bà không dám nói rằng là người Mỹ đã lấy của chúng tôi đâu. Mà ở đấy là phía Cộng sản nói. Cái chuyện mà lấy vàng là phía người dân và là Cộng sản nói nha mọi người. Đây. Chứ còn mà cái ba vợ thằng này á, vợ chồng Nguyễn Văn Thiệu á, vợ hắn tên là Mai Anh, Dư là chết rồi, hai vợ chồng chết cả rồi. Đấy, thì cái nói chung là trốn chui, trốn nhủi khắp nơi. Tay trắng rồi đó mà vẫn trốn chui, trốn nhủi khắp nơi mọi người ạ. Vì ở đâu ai cũng lung sục cái thằng này để kiếm vàng, kiếm tiền cả. Mà có muốn nữa mà kiếm. Đấy, có muốn nữa mà kiếm. Thì là không biết là mình cũng đọc đến. Mọi người cứ bấm muốn tìm hiểu á, mọi người cứ bấm là thuyền nhân sang Google đấy, cứ gọi là thuyền nhân 575 đấy, thuyền nhân 51975 đấy. Nó đi khắp trời khắp đất, nó đi khắp mênh mông, khắp các nước, khắp thế giới. Nó lọt đấy. Rồi là cái thì là gọi là mất la bàn này, bị tàu nó cướp hiếp đấy, gọi bị cướp biển đấy, nó cướp hiếp. Rồi thì cái thì hỏng la bàn, rồi cái thì là chết đói, rồi chủ tàu chết đói, hoặc là nó lừa lọc đấy. Gặp tình không nói chuyện hấp dẫn cực kỳ luôn mọi người. Cứ bấm mà tìm mà xem. Nó hiếp, nó bọn cướp biển đấy, nó cướp. Cái ấy thì người mình nó lừa, nó lấy tiền rồi là nó trở lại, nó cho đi một đoàn ra ngoài biển rồi là nó bỏ ra bớ vơ nữa. Rồi cái ấy thì cướp biển đấy, cái ấy thì là sóng biển, rồi thì là cái thì đói khát rồi không chịu được đấy, chết. Đấy, như cái thằng Nguyễn Mơ Sế, Nguyễn Ngọc Ngạn đấy, nó cũng là bị sóng đánh thuyền. Sóng đánh thuyền rồi thằng con trai nó là thằng nhỏ là bị rớt. Bị rớt trên biển mà trôi mà chết đấy. Rồi em vợ nó cũng thế, vợ nó thì cũng chết trên biển luôn. Là vì vừa thử thì thương con, thử thì là đói khát vô vọng. Đấy, rồi là cũng nhảy biển, nhảy trăm minh đấy. Có như là gọi là trăm minh đấy. Cho nên hẳn là cái thằng Ngọc Ngạn hẳn rất là căm thù Cộng sản. Đó là. Cho nên Đoàn Nhật Huyền Tấn ơi, tao nói nếu như mà mày có một chút từ trọng, có một chút trí khôn và lòng liêm sỉ và tính liêm sỉ á, thì mày đừng có, chẳng những là mày mà nói với bạn bè của mày, đồng bọn của chúng mày, đừng có bao giờ đưa những cái hình ảnh đó ra mà khe nhá. Mà nên thay vì đó là nổi nhục, nên sống trong im lặng thì đúng hơn. Mình cảm ơn mọi người đã vô xem, ủng hộ kênh nhá. Mong mọi người là chia sẻ, like rồi cho mình một like, rồi comment cho mình một like, rồi chia sẻ, rồi là ấn nút theo dõi nha mọi người. Rồi chúc mọi người buổi tối vui vẻ.